Diễn viên Sam được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn ở thời điểm hiện tại khi vừa hạ sinh hai dòng con, có tình yêu trọn vẹn bên chồng kín tiếng. Tuy nhiên, ít ai biết trước đó cô đã phải gánh số nợ hàng tỷ đồng do bị người yêu cũ lừa. Trong một chương trình phát sóng vào tháng 12 năm 2020, Sam từng có chia sẻ liên quan đến người yêu cũ. Cụ thể, khi được Dương Triệu Vũ đặt câu hỏi về sự lừa dối kinh khủng nhất từng trải qua, Sam không ngại ngần tiết lộ mình bị lừa tình rất nhiều vì luôn tin tưởng tuyệt đối khi yêu. Nữ diễn viên trải lòng, trong tình yêu, tôi bị lừa rất nhiều. Nói ra thì không ai tin, nhưng tôi yêu ai cũng bị lừa. Đa phần các mối tình đều để lại cho tôi một cú lừa. Đó là sự trắc trở trong đường tình duyên của tôi. Tôi không hiểu sao, nhưng tôi dễ tin người và hay bị lừa lắm. Với lại, cái mặt tôi nhìn cũng ngu ngơ, dễ lừa nữa. Mà nói thế cũng không đúng, bình thường tôi rất khó tin người, nhưng một khi đã yêu ai, thương ai thì sẽ tin hết lòng người đó. Tin sống chết thì thôi, ai nói gì ở ngoài cũng không tin, chỉ tin một người đó. Sam đã phải vay ngân hàng, rơi vào cảnh túng thiếu sau khi bị người yêu cũ lừa tiền. Tôi bị lừa tình nhiều lắm rồi, tôi đau lắm nhưng chỉ đau lúc đó thôi, xong rồi cũng hết. Tôi là kiểu đau nhiều nhưng qua thời gian mà có mối tình khác lấp đầy vào thì cũng nguôi ngoai, quên được nỗi đau đó. Tuy nhiên vẫn có những cú lừa để lại hậu quả về lâu về dài, đó là bị lừa tiền. Tôi bị một người đàn ông lừa mất cả tiền lẫn nhà, tôi phải mất rất lâu mới giải quyết được hậu quả. Cụ thể, tôi bị người đàn ông đó lừa mất một căn nhà, một chiếc xe và một đống tiền. Tôi phải đi vay mượn ngân hàng tùm lum hết, không còn đồng nào trong người, phải đi mua nhà trả góp. Lắng nghe Sam thổ lộ, Trấn Thành cũng an ủi. Tôi đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đổ quỵ của Sam, lúc Sam yếu đuối thấy tội lắm. Vì em không có khả năng đề kháng như những người khác nên nỗi buồn sẽ ở lại rất lâu. Hay trong một chương trình phát sóng năm 2021, Sam cũng tâm sự, tôi quá dại dột nghe lời đàn ông, cứ đưa tiền cho họ. Từ sau vụ đó, tôi nhận thức rằng tiền rất quan trọng. Khi đàn ông không có tiền, họ lừa gạt tình cảm của tôi, kết thúc mối quan hệ, tôi đau khổ bởi nhiều thứ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là chuyện trong quá khứ, vượt qua những biến cố. Giờ đây, Sam được xem là người phụ nữ hạnh phúc, viên mãn bậc nhất trong showbiz mà ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây vào 27 tháng 2, Sam thông báo cô đã hạ sinh con đầu lòng. Người đẹp chia sẻ bức ảnh cặp song sinh và bày tỏ hạnh phúc. Em về đích rồi cả nhà ơi, chào mừng hai dòng con của mẹ. Phía nữ diễn viên hé lộ thêm khi chuyển dạ cặp song sinh, một trong hai bé chào đời trong tình trạng bọc điều, chào đời còn nguyên trong bọc ối. Theo quan niệm dân gian, sinh bọc điều là trường hợp hy hữu, là dấu hiệu may mắn cho cả em bé và cha mẹ. Dưới bài đăng của Sam, nhiều nghệ sĩ như Jun Phạm, Thúy Ngân, Quốc Trường gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Chỉ sau 30 phút đăng tải, bài viết xác nhận hạ cánh thành công của Sam nhận về hơn 130.000 lượt tương tác từ bạn bè, khán giả. Sam đăng ký kết hôn với bạn trai hồi tháng 4 năm 2023. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng diễn viên 9X sắp lên xe hoa. Tuy nhiên, đến hiện tại cô vẫn chưa hé lộ chi tiết về kế hoạch này, danh tính nửa kia của Sam vẫn được cô giữ bí mật.